đời hoa, thoảng mùi vị phấn hoa. Chân trời hiện rõ qua ánh kẻ tay, ánh đèn được thị trấn xa. Tháng 11 và chùa hạ đông chi, có đôi khi mình gắt gồng. Gửi tặng em về ba tòa sông, tô duyên tình và sắc mộng. Nếu như yêu nhau mà luôn kề nhau thì có lẽ điều đó là quá dễ. Nếu anh chọn cách đoàn tiệc nhau, chi đôi ta trở thành cá thể. Tháng 12 mưa nặng hạt, dù tiếng trời huê nắng cháy, sẽ có vòng khoảng cách anh được ngồi cùng em ở trên chiếc xe gắn máy. Vỡ tan hết đêm không hát, được cùng em đi thật xa, qua rừng già biết từ bên vách núi bè chim hót vang mật hoa. Anh còn nhớ có lần tưởng chừng ta không sánh duyên, ta tìm thấy điểm tương đồng phía bên trong ánh kim. Anh tìm kiếm chỗ ngày đầu khi chuông cửa vang lên, và anh nhìn ngắm đóa hoa tươi thắm tặng em giữa ban đêm. Lời mà sao em mãi tiếp nối trên hồn, trên bờ môi em mãi, lòng còn đang say giấc, say giấc chim bao em cùng đỡ lâu dài. Khi đọc lại những chữ ban đầu, đôi mà sao em mãi tiếp nối chia thôn trên bờ môi.